thương chiến với Mỹ, Trung Quốc không còn đường lùi. Hôm 24/8, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, TQ, tuyên bố trong một bài xã luận rằng Bắc Kinh sẽ chiến đấu tới cùng, đồng thời chỉ trích đòn thuế. Theo tờ này, TQ sẽ quyết tâm bảo vệ lợi ích cốt lõi của đất nước trong khi lợi ích cơ bản của người dân sẽ không bị phá vỡ. Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter rằng mức thuế 25% áp lên 250 tỷ USD hàng TQ hiện hành sẽ tăng lên 30% kể từ ngày 1/10. Mức thuế dự kiến 10% với 300 tỷ USD hàng TQ khác sẽ tăng lên 15%. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quốc vụ viện TQ tuyên bố nâng mức thuế 5%, 10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, có hiệu lực từ ngày 1/9 tới. Thương chiến tỏa nhiệt. Phòng Thương mại Mỹ cùng các hiệp hội công nghiệp khác đã phải lên tiếng kêu gọi chấm dứt sự thù địch. Ngài Tổng thống, chúng tôi mong ngài hãy chấm dứt chuỗi đánh thuế này trước khi nó gây ra những tổn hại không thể khắc phục được. Brian Da, người đứng đầu hiệp hội lãnh đạo các nhà bán lẻ công nghiệp, nói sau tuyên bố tăng thuế đối với 550 tỷ USD hàng hóa Q, các đòn leo thang thuế quan của Tổng thống đã làm chao đảo thị trường Mỹ. Nếu bất ổn lan rộng, chắc chắn là người tiêu dùng Mỹ sẽ bị tác động chứ không phải TQ, Da khẳng định. Trả lời hãng tin CNN, hai chuyên gia kinh tế Stephen Carlinson và Danner Bozak quan ngại bước leo thang mới nhất giữa hai cường quốc sẽ tăng thêm áp lực lên kinh tế toàn cầu vào thời điểm xuất hiện rủi ro suy thoái. Bên cạnh đó, năm 2020 chỉ còn cách vài tháng nữa với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc đối đầu giữa hai siêu cường còn là một dấu hiệu nguy hiểm đối với sự ổn định của trật tự thế giới hiện tại, vốn đang bị sự trỗi dậy của TQ làm suy yếu. Kể từ cuộc gặp trăm tập bên lề hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Buenos Aires, Argentina hồi năm 2018, các chuyên gia đã lo sợ về khả năng bùng nổ một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới nếu họ không thể giải quyết các bất đồng. Lãnh đạo hai nước sẽ còn một lần gặp mặt trực tiếp nữa vào Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Chile vào tháng 11/2019, nhưng với tình hình xấu đi như hiện nay, việc hai bên dành cho nhau cái bắt tay nồng ấm khá mong manh. Điều này đã trở thành một quá trình không có mục tiêu cụ thể, không có chiến lược cụ thể và cũng không có điểm kết cụ thể. Thương chiến càng kéo dài sẽ càng làm ảm đạm thêm bối cảnh kinh tế toàn cầu. Nó khiến bất ổn mới chồng chất lên những bất ổn hiện hữu. Greg Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, đánh giá Trung Quốc tung đòn hiểm, Mỹ khó chống đỡ. Khi ông Trump tiếp tục dọa nạt TQ, Bắc Kinh sẽ cố gắng chứng minh ngược lại với thế giới rằng họ là người tốt. Chuyên gia Bill Zeiss, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Mỹ, cho biết một lý do khác khiến việc xuống thang thương chiến gần như bất khả ở thời điểm hiện tại là bởi hai bên chưa cảm nhận được bất kỳ sự nhượng bộ nào được đảm bảo về mặt chính trị. Cả hai nhà lãnh đạo đều đang phải đối mặt với áp lực nhất định từ trong nước. Cuộc chiến đã diễn biến trở thành một cuộc đấu xem ai sẽ là người chịu đau giỏi hơn. Mỹ có ưu thế về sức mạnh thương mại nhưng Bắc Kinh không phải lo chuyện có tái đắc cử vào năm sau như Tổng thống Trump. Bắc Kinh đang đánh cược vào khả năng ông Trump không thể chịu nổi đánh thuế kéo dài ở Mỹ, ông Zeiss nhận định. Lợi dụng điểm này, TQ đã nhắm vào nông nghiệp ngành đặc thù của Midwestern, khu vực quan trọng mà ông Trump cần để tái đắc cử. Cuộc chiến thương mại với TQ có thể đem lại lợi thế nào đó về chính trị cho ông Trump trước thềm cuộc bầu cử 2020 nhưng nó cũng đe dọa làm tổn hại thêm nền kinh tế Mỹ khi mà TQ không ngại đáp trả tới cùng. Được biết nhà nghiên cứu Gao Linh UN tại Viện Khoa học và Xã hội TQ nói với hãng tin Bloomberg rằng đòn thuế đã được lựa chọn kỹ lưỡng, đòn thuế TQ đề ra có hiệu quả tức thời, trong khi các mặt hàng tương tự của các quốc gia khác sẽ được giảm thuế. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Mỹ. Washington không còn phương án đáp trả nào khác, ông Gao nói, cũng nhấn mạnh rằng TQ đã né tránh tăng thuế đối với những mặt hàng có thể gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng đại lục như thuốc men và vaccine. Theo tờ South China Morning Post, Bắc Kinh còn có thể sử dụng công cụ tiền tệ, hạ thấp tỷ giá nhân dân tệ như vừa qua nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi vì có thể kích hoạt việc dòng vốn chảy ra ngoài TQ như đã từng diễn ra. Giới lãnh đạo nước này cũng có thể bán tháo hơn 1.200 tỷ USD trái phiếu Mỹ đang nắm giữ. Động thái này nếu được tung ra có thể tác động mạnh đến kinh tế và đồng USD nhưng đồng thời cũng có phản ứng ngược không kém với TQ. TQ cũng có thể đơn phương đáp trả bằng các biện pháp tẩy chay hàng hóa như đã áp dụng đối với các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng với Mỹ không đơn giản như vậy vì rất nhiều sản phẩm của các công ty đa quốc gia của Mỹ như Apple, General Motors đều được sản xuất tại TQ, sử dụng nhiều lao động TQ. Theo Vĩ Cường, pháp luật TP, Hồ Chí Minh,
Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.